Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh YouTube của Trần Michael, chương trình của buổi tối ngày hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024. Kính chúc quý vị có một buổi tối bình an hạnh phúc và chúc quý vị ở khắp nơi trên thế giới có một ngày mới tốt lành. Đầu chương trình xin mời quý vị cùng đến với phần cầu nguyện của tất cả chúng ta. Kinh cầu cho sự phục hưng Kitô giáo ở Mỹ và dành cho Tổng thống Donald Trump. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, vua các vua và Chúa các chúa, xin đủ lòng thương nhìn đến chúng con là kẻ tín thác cầu khẩn linh người. Xin Chúa ban ân cho chúng con là dân chúng của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Xin ban hòa bình và thịnh vượng cho đất nước chúng con. Xin soi sáng những nhà lãnh đạo của chúng con để họ biết cam kết vì lợi ích chung và tôn trọng luật thánh của người. Xin Chúa gìn giữ những người đang bảo vệ những nguyên tắc bất khả xâm phạm của luật tự nhiên và điều răn của Chúa và đang phải đối mặt với những sự tấn công liên hồi của kẻ thù của nhân loại. Xin Chúa giữ cho tâm can chúng con, lòng can đảm cho sự thật, tình yêu cho đức hạnh và sự kiên trì giữa những cơn thử thách. Xin Chúa làm cho gia đình chúng con thăng tiến theo gương mà Chúa đã ban cho chúng con, cùng với Đức Mẹ và Thánh cả Giuse của Thánh. Xin Ba tặng phẩm sức mạnh cho các hiền phụ và từ mẫu để họ giáo dục con cái Chúa ban một cách khôn ngoan. Xin Chúa ban lòng can đảm cho những người đang chiến đấu trong trận chiến lành thánh, như những chiến sĩ của Chúa Kitô chống lại các thế lực sự dịu của con cái của bóng tối. Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ mỗi người chúng con trong trái tim cực thánh của Chúa và trên người mà Chúa đã quan phòng được làm lãnh đạo đất nước chúng con. Xin Chúa ban ân phúc cho Tổng thống Hoa Kỳ để ngài ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Đây là một hiệp sĩ của công lý, một người bảo vệ những người bị áp bức, một người kiên quyết chống lại kẻ thù của Chúa và là người ủng hộ đầy tự hào của con cái của sự sáng. Xin Chúa đặt Hiệp Trung Quốc và toàn thế giới dưới tấm áo của nữ vương thắng trận, là minh bất bại trong mọi trận chiến, Đức Bà vô nhiễm nguyên tội. Lạy Chúa, nhờ Đức Mẹ và lòng thương xót của Chúa mà những con cái được cứu chuộc bằng máu Thánh Chúa Giêsu Kitô. Chúa chúng con sẽ dâng lời ca ngợi khen linh danh Chúa. Amen. Xin cảm ơn tất cả quý vị đẹp ý cầu nguyện cùng Đần Michael và đầu chương trình xin quý vị thương nhấn cho Đần Michael một nút like để chương trình của chúng ta vượt qua được những thuật toán của YouTube và tự động chia sẻ tới cho nhiều người được biết hơn. Xin cảm ơn quý vị. Và xin kính chào các quý vị có mặt ở live chat vào lúc này. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe một số những bản tin và cũng như là quý vị tham khảo cái website hướng dẫn bầu cử năm 2024 trangmichael.com/election2024 mà Trần Michael mới gửi tới cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đi tới cái bản tin, đó là ông chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã ký cái bản đàn hạt ông Bộ trưởng Nội an Alejandro Mayorkas. Tại vì sau khi mà Hạ viện đàn hạt ông Mayorkas xong thì Chủ tịch Hạ viện phải ký lên cái bản đàn hạt, rồi sau đó là bên phía của Hạ viện mới đem cái bản đàn hạt đó lên cho Thượng viện. Thì sau đó là bên phía Hạ viện họ đã đem cái bản đàn hạt ông Mayorkas lên trên Thượng viện. Bản tin của The Post Millennial cho biết với nội dung như sau: lãnh đạo tại Hạ viện đã đem bản đàn hạt ông Alejandro Mayorkas lên cho Thượng viện vào buổi chiều ngày hôm nay. Bản đàn hạt này đã tuyên bố hạch tội ông Bộ trưởng Nội an của ông Biden trong bối cảnh cuộc khủng hoảng biên giới đang xảy ra dưới nhiệm kỳ của ông. Hạ viện đã đàn hạt ông Mayorkas vào tháng 2 và đề xuất này gặp nhiều trở ngại kể từ lần đầu tiên được đề xuất. Trong các tài liệu cáo buộc rằng ông Mayorkas liên tục vi phạm luật do Quốc hội ban hành liên quan tới luật nhập cư và an ninh biên giới, cũng như là đã khai gian trước Quốc hội rằng biên giới vẫn an toàn và được bảo đảm. Tuy nhiên, Thượng viện do Đảng Dân Chủ điều hành đang cố gắng bãi bỏ cáo trạng với một số yêu cầu không tổ chức phiên tòa đàn hạt. Điều này sẽ phá vỡ tiền lệ trong nhiều năm. Các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa như là ông John Kennedy và ông Mike Lee đã yêu cầu Thượng viện phải tổ chức cái phiên tòa luận tội cho ông Mayorkas, nói rằng nếu như không tổ chức phiên tòa nó sẽ rất là, thứ nhất là một hành vi vi hiến vì Hạ viện đã đàn hạt rồi và Thượng viện phải là nơi xét xử, đó là hiến pháp đã quy định. Và cái thứ hai là truyền thống từ đó tới giờ không bao giờ có cái chuyện gọi là Hạ viện đàn hạt rồi mà Thượng viện không có xử, trừ khi gặp những trường hợp nó quá là vô lý đi, giống như là Tổng thống Trump ông đã về tà Mar-a-Lago ông ở rồi mà tiếp tục đem ông ra đàn hạt thì cái đó rất là vô duyên, rất là vô duyên rõ ràng luôn rồi.
Thì bây giờ bên phía của Thượng viện họ vẫn chưa có tuyên bố là sẽ làm gì với cái bản đàn hạt này. Họ sẽ tiếp nhận nó hay không? Họ sẽ tổ chức những cái lịch để cho phiên tòa đàn hạt được tổ chức ra sao? Hiện tại chưa có thông tin gì cả. Hiện tại thì bên YouTube họ ghi nhận là nó có khoảng độ đâu 25 quý vị theo dõi. Không biết sao tối nay mà hôm nay ít quý vị theo dõi quá. Tại vì thường là tới giờ này là cũng đã cả trăm quý vị theo dõi, hôm nay mới có 22 thôi. Không biết có chuyện gì không. Thôi bây giờ đồng mấy cô cứ tiếp tục đọc tin tức thôi. Còn quý vị nào chưa vô thì sau chương trình thì quý vị có thể coi lại ha. Rồi bản tin tiếp theo đến từ The Post Millennial cho biết đó chính là cái luật gia hạn cho việc nghe lén FISA đã được chính thức đem lên Thượng viện. Ngày hôm nay thì Hạ viện đã bỏ phiếu để mà table cái motion to reconsider. Cái này nó hơi phức tạp một chút xíu liên quan tới vấn đề kỹ thuật lập pháp. Tức là ban đầu họ thông qua cái dự luật này vào thứ sáu tuần trước với 273 phiếu thuận nhột cho 147 phiếu chống. Bà dân biểu Laura Lee, đảng Cộng Hòa đến từ Florida, đã đệ trình một cái gọi là motion to reconsider, tức là cái kiến nghị để coi lại. Thì ông chủ tịch của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Turner, Deep State Rhino, ông ta đã đề nghị là gì? Một cái motion to table, cái motion to reconsider, tức là bỏ phiếu cho một kiến nghị để dẹp kiến nghị của bà Laura Lee. Thì bà dân biểu Annapolina Luna, bà ấy mới yêu cầu rằng là bây giờ đem ra bỏ phiếu chính thức để coi là có cái những ai bỏ phiếu để mà dẹp cái kiến nghị của bà Laura Lee. Thì bây giờ nó đã là con số, hôm nay là con số 259 phiếu thuận và 128 phiếu chống. Tức là họ đồng ý dẹp cái kiến nghị xét lại của bà Laura Lee và đưa thẳng cái luật này lên trên Thượng viện luôn. Dự luật này được thông qua mà không có bất kỳ điều khoản nào yêu cầu người sử dụng cái 1702 của đạo luật nghe lén phải có lệnh nếu như họ muốn thu thập thông tin về công dân Mỹ. Cái này Trần Michael sợ là giống như là những người mà người ta, mấy người trong Hạ viện á, chắc bị hù á. Mày mà hả bỏ phiếu mà bắt buộc phải có giấy à, tao theo dõi mày luôn á. Thế là sao, sợ quá bỏ phiếu cho khỏi theo dõi luôn. Do là bây giờ chúng ta sẽ đi tới những cái bản tin tiếp theo. Bản tin của The Post Millennial cho biết với nội dung như sau. Đó chính là ngày hôm nay thì những người nhập cư bất hợp pháp đã kéo tới tòa thị chánh của thành phố New York đòi hỏi phải có những quyền lợi cho họ. Hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp đã tràn vô và yêu cầu thêm viện trợ cũng như giấy phép lao động cho họ. Phần lớn trong nhóm những người nhập cư bất hợp pháp này là đàn ông độc thân, chủ yếu nói tiếng Pháp, đến từ Haiti và các nước Phi Châu. Khoảng 1.300 người đã tập trung bên ngoài tòa thị chánh, nhưng chỉ có 250 người được phép vào trong để nghe phiên điều trần lúc 10 giờ sáng về trải nghiệm của người da đen trong hệ thống tạm trú. Một nguồn tin nói với hãng tin rằng một nhóm lớn đã bị một nhóm hoạt động đưa tới khu vực này, tức là họ chở tới. Hàng chục người cho biết họ đã được những người khác trong cộng đồng thông báo nếu đến đây, họ có thể nhận được cái visa lao động hoặc là thẻ xanh. Những người nhập cư bất hợp pháp cũng được cho là không hài lòng với việc được chuyển tới những nơi trú ẩn từ những khách sạn sang trọng nơi họ từng ở. Đó là sao thưa quý vị? Đó là những người nhập cư bất hợp pháp ha. Qua tới đây rồi mới vô thì quý vị thấy được vô ở khách sạn đàng hoàng. Mà trong mấy cô đã nói rồi, ở những khách sạn ngon lành 300-400 đồng một đêm,
Bây giờ kêu đi ra shelter ở đâu có ở được, đâu có chịu ở. Bây giờ quậy, đòi thành phố phải như sao? Chịu đi, đòi thành phố phải như sao? Bây giờ tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, cho giấy phép lao động, cho này, cho thẻ xanh luôn nha. Và đặc biệt là gì, tôi phải ở lại khách sạn hạng sang mà hồi đó tôi ở, tôi không có đi đâu nữa đó. Ghê chưa gì? Ghê chưa? À, được, được đằng chân lên đằng đầu ha. Được đằng chân lên đằng đầu, họ đâu có coi nữa, họ đâu có biết ơn nước Mỹ, họ đâu có gì đâu. Họ chỉ là gì, chỉ biết những, chỉ cần những cái gì gì có lợi cho họ thôi thưa quý vị. Bản tin tiếp theo đó chính là của New York Post cho biết, sau khi ông Biden đã công bố cái kế hoạch tiếp tục để mà xóa nợ sinh viên, thì một nghiên cứu cho thấy rằng cái kế hoạch này của ông ta có thể khiến cho tiền thuế của người dân mất 559 tỷ. Và những hộ gia đình có mức thu nhập cao là tới 300.000 Mỹ Kim nè, là những hộ gia đình được hưởng lợi nhất từ chương trình này. Tức là ông ta không hề nói, thứ nhất, chuyện xóa nợ sinh viên là để hỗ trợ cho những người thu nhập thấp, để hỗ trợ cho những người thu nhập trung bình, mà là nó phù hợp nhất là cho những ai? Những người hộ gia đình có 300.000 trở lên nha. 300.000 là cũng là ít, ít ra là chắc cũng phải là bằng cao học với tiến sĩ à, như hoặc là đi làm cho chính phủ mà hai vợ chồng, ví dụ như lương mà làm lâu năm á, hoặc là lên cái bậc GS mà cao đó, lương cỡ 150, hai vợ chồng chồng là hành 300 rồi, thấy không, thấy không đó, nhẩm nhẩm là có liền à. À, và nó tốn tiền của bao nhiêu người dân quá vậy, 559 tỷ nó còn quá cha hơn con số 400 tỷ mà tối cao pháp viện không cho ổng thực thi nữa. Thôi bây giờ chúng ta sẽ nghe cái tính toán của bên mô hình ngân sách Penn Wharton, là cái trường kinh doanh Wharton, trường này ngày xưa tổng trăm tốt nghiệp nè, thuộc Đại học Pennsylvania đó, University of Pennsylvania. Thì họ có một cái mô hình tính toán và họ nói rằng kế hoạch mà xóa nợ sinh viên của ông Biden sẽ tăng chi phí của thuế người dân Mỹ là 559 tỷ, mang lại lợi ích nhiều nhất cho các hộ gia đình có thu nhập trên 300.000 Mỹ Kim hàng năm. Họ ước tính rằng một số điều khoản xóa nợ cho sinh viên mới được chính quyền Biden công bố vào tuần trước sẽ khiến cho tiền thuế phải chi ra 84 tỷ trong 10 năm. Con số 84 tỷ này được bổ sung vào chi phí dự kiến 475 tỷ trong một thập niên để trả cho cái kế hoạch tiết kiệm cho một nền giáo dục có giá trị. Đó là cái kế hoạch Save Plan của Biden. Bên cạnh số tiền mới 559 tỷ, mô hình của Penn Wharton còn nhận thấy rằng kế hoạch mới cũng sẽ giảm bớt một số khoản nợ sinh viên dài hạn cho khoảng 750.000 hộ gia đình có mức thu nhập trung bình của hộ gia đình trên 312.000 Mỹ Kim. Nên chỉ xóa nợ vào đâu? Giới tinh hoa. Theo mô hình của Penn Wharton, các hộ gia đình có thu nhập trên 312.000 mỗi năm với thời hạn trả nợ hơn 20 năm sẽ giảm được số nợ trung bình 25.541 đồng 39 xu trong kế hoạch mới của Biden, cao hơn nhiều so với mức trung bình 4.899 đồng 26 xu. Tuy nhiên, kế hoạch này của ông Biden chưa chắc đã được thực thi vì 11 tiểu bang của đảng Cộng Hòa đã đệ đơn kiện ông Biden và ông Bộ trưởng Giáo dục của ông ta là ông Cardona nhằm ngăn chặn cái kế hoạch này. À, ngăn chặn kế hoạch này do họ kiện nha, họ kiện để mà đẩy lên á, họ kiện để mà xin tòa là cấm ông Biden không được làm cái này. Cho nên là cái chuyện mà ông tuyên bố, ông công bố là ừ, chúng tôi sẽ xóa nợ chỗ này, chúng tôi xóa nợ chỗ kia, bây giờ trước mắt là để gì, đi kiếm phiếu. Nhưng mà nếu như mà nói mà không làm được á thì chưa chắc lấy được cái phiếu đó, tại vì giờ người ta vẫn chưa bỏ phiếu. Nói gì thì nói, tới giờ vẫn chưa bỏ phiếu. Và các tiểu bang đảng Cộng Hòa nếu mà họ kiện, họ chặn được, thì có thể ông Biden sẽ, như là lúc đầu ông nghĩ ông lấy 10 phiếu đi, nhưng cuối cùng ông lấy được có cỡ phần nữa à, tại vì người ta chưa được trả. Bây giờ mục tiêu của ông là gì? Phải trả cho họ trước khi họ bỏ phiếu. Mục tiêu là như vậy, nhưng mà nếu như mà bị tòa người ta cấm thì là sẽ không được. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái bản tin tiếp theo. Đó chính là cập nhật về cái phiên tòa
cập nhật về cái phiên tòa ngày hôm nay, cái ngày thứ nhì trên phiên tòa của Tổng thống Trump. Hôm nay thì theo The Hill ghi nhận cho biết là đã có 7 bồi thẩm viên được chọn sau cái lần sàng lọc. Và cái thông tin của 7 bồi thẩm viên này, tên, tuổi, địa chỉ thì không được phép công khai, nhưng mà chỉ có một số những cái gọi là thông tin liên quan á, thì người ta được biết. Thì Trang Michael xin phép được mời quý vị tới với thông tin của 7 bồi thẩm viên này nha. Bồi thẩm viên đầu tiên được chọn là trưởng bồi thẩm đoàn, là cái người trưởng nha. Là một người đàn ông gốc Á Nhĩ Lan, hiện sống ở khu vực West Harlem, làm công việc bán hàng và đọc tin tức từ CNN, từ New York Times, Daily Mail, Fox News và MSNBC. Người thứ nhì là tới một người phụ nữ đến từ New York, dân gốc ở New York luôn, làm y tá khoa ung thư được 15 năm. Bà dành thời gian rảnh rỗi bên gia đình, bạn bè và dắt chó đi chơi trong công viên. Thứ ba là một người đàn ông châu Á, tuổi trung niên, sống ở khu vực Chelsea và lớn lên ở Oregon, là một luật sư của một công ty. Thứ tư, một người đàn ông trung niên, sinh ra ở Puerto Rico, đã sống ở Lower, khu vực cứ như là hạ khu đông, khu hạ đông á, hơn 40 năm. Ông ta nói với tòa rằng ông ta không có thời gian rảnh vì cho vấn đề sở thích và cũng như tự do kinh doanh. Vợ ông ta là nhà văn, còn con thì làm trong lĩnh vực bán hàng và nghiên cứu. Thứ năm, một phụ nữ da đen trẻ tuổi và là người bản xứ ở khu vực Harlem, dạy môn ngôn ngữ và nghệ thuật Anh được 8 năm, chưa kết hôn, không có con, tự coi mình là một người có tâm hồn sáng tạo. Thứ sáu, một nhân viên của Disney, trước đây từng là sinh viên, có 3 người bạn cùng phòng, chưa lập gia đình và không có con. Thứ bảy là một người sống ở khu vực Upper East Side, tức là khu Thượng Đông, nhưng có gốc ở North Carolina, một luật sư về quyền dân sự, kết hôn, có 2 đứa con. Ông ta đọc tin tức từ New York Times, Wall Street Journal, New York Post, Washington Post, WNYC và nghe những chương trình như là Smart List và Car Talk. Tòa án sẽ làm việc tiếp tục vào thứ năm để có thể xem xét việc lựa chọn các bồi thẩm đoàn còn lại. Ông thẩm phán chủ tọa phiên tòa Juan Merchant đã ngụ ý rằng cái tiến trình này có thể kết thúc vào cuối tuần này. Xin được nhắc lại với quý vị là bồi thẩm đoàn đó, trong cái vụ của Tổng Trump sẽ có 12 người và sẽ có 6 người dự bị. Thì hiện tại là hơn phân nửa đã được chọn, 7 người. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi thêm một số những cái chi tiết nữa nó được đưa ra từ tòa. Ngày mai chúng ta là tự nhiên tạm nghỉ một ngày thứ tư. Tòa là tạm nghỉ ngày thứ tư thì chúng ta sẽ cùng đưa cho thông tin tới nhau nhiều tin tức hơn liên quan tới những diễn biến ở trên tòa. Và chúng ta đều thấy là việc ông quan tòa Juan Merchant nói với Tổng thống Trump là ông không được rời khỏi phiên tòa này dù chỉ một ngày. Ông mà rời đi là tôi bắt ông. Thì Tổng Trump rất là bị hạn chế trong cái việc là đi lại và đặc biệt là vận động tranh cử. Đó là lý do tại sao người ta nói là cái chuyện này là cái chuyện can thiệp vô cuộc bầu cử. Nhưng ngày hôm nay khi Tổng Trump ra khỏi tòa rồi, ông đã có một cái chiến lược rất là hay, một nước đi rất hay để tranh thủ vận động ngay ở tiểu bang nhà cũ và tiểu bang cố hương này, ngay ở tiểu bang cố hương của mình luôn. Bản tin cụ thể bởi The Hill, nhưng mà Trang Michael xin phép được đưa những video tới cho quý vị để nhìn thấy được rằng tình cảm của người dân với Tổng thống Trump ra sao khi ông tới thăm một cái tiệm tạp hóa ở khu vực Harlem, tiểu bang New York, vốn nổi tiếng vì cái người từng làm việc tại cái tiệm tạp hóa này đã bị truy tố bởi biện lý Alvin Bragg vì đã tự vệ
trong lúc tự vệ thì đã đâm chết cái thằng bay vô cướp cái tiệm đó. Tổng Trump tới thăm cái chỗ này để thứ nhất cho người dân thấy ông vẫn có thể vận động tranh cử được, và cái thứ hai nêu bật lên những cái chính sách tệ hại của chính quyền tiểu bang New York và đặc biệt của biện lý Alvin Bragg là chúa chấp cho tội phạm. Yeah, giờ chúng ta đi tới cái hình ảnh này được không? Đó, bà con thấy không? À, mấy em bé đó, mấy em bé đứng lên là lên đó. Thì đâu đó. Rồi bây giờ chúng ta nghe bản tin ha quý vị, nghe nhiều thấy cũng xúc động nên là Michael không có đọc bản tin liền. Bản tin của The Hill cho biết là Tổng thống Trump đã đến thăm một cái tiệm tạp hóa ở Harlem sau khi rời phiên tòa trong ngày hôm nay. Tổng thống dừng lại ở cái tiệm tạp hóa nơi người ủng hộ đã tụ tập và chào đón ông bằng những khẩu hiệu như là "Tôi yêu ông Trump" và "4 năm nữa". Tổng thống đã sử dụng cái điểm dừng chân này để tiếp tục chỉ trích thẩm phán và ông biện lý Alvin Bragg về cái chính sách rất là nhẹ tay trước tội phạm của ông ta. Và Tổng Trump gợi ý rằng chiến dịch của ông sẽ biến tiểu bang New York vốn xanh lè xanh lét thành một tiểu bang chiến địa. Tổng Trump nói rằng chúng tôi sẽ coi như là chơi lớn ở New York, là chúng tôi sẽ biến New York thành là một tiểu bang chiến địa quan trọng trong cái mùa bầu cử này. Tổng Trump nói về tiểu bang mà ông đã thua ông Biden 2 triệu phiếu bầu vào năm 2020. Tổng thống nói tôi yêu thành phố này và nó trở nên quá tồi tệ trong 3-4 năm qua và chúng ta sẽ phải giúp cho New York mạnh mẽ trở lại. Tổng thống đổ lỗi một phần về tình hình tội phạm cho Alvin Bragg. Tổng thống cũng nói rằng là tôi không hề làm tội gì hết. Phiên tòa này tôi không có tội gì cả. Mấy người biết tội ở đâu không? Đây, tội ác đã xảy ra ở cái tiệm tạp hóa. Chúng nó đến và nó cướp hàng tuần đây nè. Alvin Bragg làm cái gì? Ông ta không làm gì cả. Ông ta đi dí theo những người như là tôi. Những người không làm gì sai hết trơn. Khi được hỏi về việc là ông nghĩ gì về các bồi thẩm viên tiềm năng đã được chọn trong các vụ án, trong vụ án này, Tổng thống nói vẫn còn quá sớm để nói được lên điều gì và ông nói rằng ông sẽ phải cố gắng tìm kiếm bất kỳ ai công bằng càng tốt cho phiên tòa này. Tiệm tạp hóa nơi mà Tổng thống đến thăm đó là nơi Jose Alba, một người nhân viên cũ, ban đầu bị truy tố tội sát nhân sau khi đâm chết một người đàn ông vào năm 2022, khi kẻ này tấn công ông ta vì một cái túi chips, tức là như là đồ snack, cái đồ khoai tây chiên. Alba phải ngồi tù một thời gian ngắn trước khi Alvin Bragg phải bác bỏ các cáo buộc trong bối cảnh bị chỉ trích dữ dội bởi công luận rằng là ông ta chỉ tự vệ mà thôi. Ông Alba sau khi đi đã được ra tù đã kiện thành phố về vụ việc. Văn phòng của Alvin Bragg chỉ biết chữa cháy bằng cách lưu ý trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng Manhattan thì số vụ xả súng đã giảm 39%, số vụ sát nhân giảm 23%, vụ cướp giảm 3% và trộm giảm 14% tính cho tới năm 2024. Tức là để ông ta nói là ô, những con số như thế này nè là chứng minh là tôi là làm việc đàng hoàng, chứ ông Trump nói bậy gì mà này, cái này thằng Michael nói từ chắc 2021 rồi đó. Là cái kế sách của họ là gì? Không truy tố, không truy tố thì sao? Đâu có vô hồ sơ. Không truy tố thì không vô hồ sơ vậy thôi. Dù như bây giờ nó xảy ra 10 vụ cướp, nó bắt con vụ à, có phải là đúng không? Không. Đúng không? Nó vẫn là 10 vụ nhưng mà sao? Không có ghi vô sổ. Dù như giờ mấy vụ xác nhân nó 10 vụ, ghi có 3 vụ à. Có số vụ án mạng giảm 70%. Đúng không? Đó, là chúng ta sẽ tiếp tục coi cái video ha. Thằng Michael sẽ mở cái tiếng lên để cho quý vị coi mọi người người ta chào đón Tổng thống ra sao nha. À, for more years, 4 năm nữa. À, Tổng thống ở đây ông bắt tay với người ủng hộ nè. À. Đó.
Rồi tiếp tục nữa nha các bạn, tiếp tục nữa nha. Rồi nhiều video lắm. Đây mấy con mở video khác. Đó, mọi người thấy không, người ta đứng tuốt ở dưới luôn kìa. Tuốt ở dưới luôn á. À, ông tới bắt tay cảnh sát à. Chụp quá trời chụp luôn. Rồi tiếp tục nữa, còn nhiều lắm quý vị, chưa hết đâu, nhiều lắm. Đây họ hát quốc ca Mỹ luôn nè quý vị. Đó, rồi tiếp tục nữa ha, còn nữa nhiều lắm, 5-6 clip nữa lận, mời quý vị coi thoải mái. Đó. Rồi này ít thôi, này bên đây à, lúc này tổng châm vô nè. Ở à, bên kia đường nữa các bạn, bên kia đường nữa kìa, thấy không, bên kia đường nữa kìa. À, tiếp tục nữa nha quý vị, tiếp tục nè. Đây này là giác khổng dính ngắn đúng không? À, đồng anh không mà đem rồi là đủ mọi góc quay tới cho quý vị luôn á, đủ hết luôn. Rồi tiếp tục nữa, còn nữa, còn nữa. Đây. Đủ loại, đủ mọi màu da quý vị thấy không? Đủ mọi tuổi tác và giới tính. Nha, những đứa nhỏ thôi mà nó còn biết yêu mến Tổng Trump. Đừng nói con nít nó biết gì, nó biết nhiều lắm á, chứ đừng giỡn. Và đặc biệt con nít là nó đơn giản. Nó đơn giản chứ nó không có điêu hoa, nó không có gian manh. Đó, màu da nào cũng có, người gốc Mễ cũng có, người da đen cũng có, da trắng cũng có. Mà ông Trump nói ông Trump đi nói ông Trump kỳ thị. Hả? Đi nói ông Trump kỳ thị là sao? Không? Nói mà không biết suy nghĩ chứ. Ai cũng có một cái não mà. Đâu kêu phải mất hai cái não đi suy nghĩ đâu. Đó, đây đây cái khúc khác nè. Đó,
Rồi tiếp tục nữa ha, còn clip cuối cùng. À không, cái này là cái hình nè, cái hình mà cái chỗ của cái tiệm á. Đây là cái ông mà ông bị bắt nè quý vị. Tức là cái hình nhỏ trên đây á, cái hình nhỏ bên góc phải á, là cái vụ mà xảy ra ở cái tiệm của ổng. Thì cái thằng đó nó vô á, nó mới cướp đồ ở trong cái tiệm này, thì nó mới xô xát với ổng. Thì ông này để mà lúc tự vệ đó là ông phải tìm tự vệ, mà mày sống một sống hai chết thôi, thì ông mới đâm cái thằng đó nó chết. Thì sau đó ổng mới bị truy tố về tội giết người. Sau đó bên cộng đồng á, người ta mới phẫn nộ lên, người ta phản đối quá trời. Thì chính cái tay biện lý Alvin Bragg á mới phải đi bãi bỏ cáo trạng. Thì bây giờ cái ông này ổng kiện ngược lại chính quyền thành phố, ổng không còn làm ở đó nữa, ổng không làm đó nữa. Nhưng bây giờ tổng Trump tới thăm cái tiệm tạp hóa này đó, nên mới có những cái hình ảnh rất là đẹp đẽ ở đây. Đó là những gì mà Trần Michael cũng được gửi tới cho quý vị trong phần 1 chương trình tin tức tối nay. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe. Xin quý vị hãy cho Trần Michael những ý kiến và những cái gọi là cảm xúc nào quý vị có khi quý vị thấy Tổng thống Trump tới mà được người dân chào đón một cách nồng nhiệt như vậy ở khu vực Harlem, tới khi ông tới thăm cái điểm tạp hóa này. Và trong lúc và chờ đợi những câu hỏi và sự chia sẻ của quý vị, xin mời quý vị tới với phần giới thiệu cái website bầu cử năm 2024. Đây là website về hướng dẫn bầu cử, gồm danh sách các ứng cử viên và đường link ghi danh bầu cử cho tất cả các tiểu bang mà Trần Michael soạn trước, đó là trầnmichael.com/election2024. Xin quý vị chọn tiểu bang mình muốn nghiên cứu bằng cách quý vị vào phần Select Your State ở đây. Sau chúng ta chọn tiểu bang, ví dụ như là thứ ba tuần sau là có bầu cử sơ bộ tại Pennsylvania, thì chúng ta nhấn vào Pennsylvania. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái danh sách, hình danh sách kế bên ở này. Nó sẽ hiện ra được rõ hơn tên của các ứng cử viên để quý vị lựa chọn. Sau đó chúng ta kéo xuống dưới, nó sẽ hiện ra cái link đầu tiên là để ghi danh đi bầu tại tiểu bang Pennsylvania. Rồi cái link từ thứ nhì trở xuống sẽ là chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên mà Trần Michael cho rằng rất cần sự ủng hộ tài chính của quý vị. Xin quý vị nhấn vào nút Home để chúng ta trở lại với cái trang nhà. Và đây là website mà Trần Michael đã tự bỏ công, bỏ của, bỏ sức, bỏ thời gian ra làm. Cho nên nếu như quý vị có thương muốn góp sức với Trần Michael, xin quý vị thương nhấn vào nút ủng hộ hoặc là donate Trần Michael ở đây. Trần Michael xin được cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho website này từ đó tới giờ. Mong rằng nó tiếp tục nhận được sự ủng hộ để chúng ta sẽ biết và đi bỏ phiếu cho nhiều người MAGA hơn, để giúp cho họ chiến thắng, họ phụ giúp Tổng thống Trump làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ Trần Michael xin phép được đi qua những câu hỏi và sự chia sẻ của quý vị nha. Chúng ta trở về lại với cái video. Cô lấy cái video này đi. Cái video này đi ha. Rồi, trả lời chắc độ vài ba câu hỏi rồi mấy cô đổi qua cái video khác đi. Vậy đi cho nó đều. Cho nó quý vị thấy được là nhiều góc quay thể hiện sự yêu thương của người dân dành cho Tổng Trump như thế nào nha. Dạ rồi, cảm ơn cháu. Tổng thống luôn đem đến sự an ủi cho những người bị thiệt hại, nên làm sao không thương ông được. Nhìn Tổng thống đến tòa, bao người ủng hộ giúp ông thêm nghị lực. Cả tòa án kangaroo đang diễn ra hãm hại người. Dạ rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ rồi, tiếp tục là có bấm vào like được hay không. Dạ, thì có một số quý vị nó lúc đầu like không được, nhưng mà lúc sau like được rồi. Nên là cho mấy cô xin nói là hên xui, mấy cô không biết. Dạ rồi, YouTube đang bị lỗi. Dạ rồi, muốn nhấn vô tìm thì không tìm thấy kênh đăng ký, phải reset cái phone. À dạ rồi, Trần Michael hiểu rồi. Vậy thì xin quý vị cũng reset cái phone nha, để mà nhiều khi một số cái lỗi gặp phải. Dạ rồi, tiếp tục là không hiểu sao giờ này cháu ít người nghe quá, hay tại cháu thường xuyên đổi giờ phát sóng. Dạ thì giờ của con thì cũng như vậy thôi, nhưng nói chung thì nhiều khi có một số cái vấn đề về kỹ thuật á, thì nó bị dao động 15 phút hay là nửa tiếng thôi cô. Dạ. YouTube không có hiện ra, phải refresh nhiều lần mới hiện, mặc dù anh đã nhấn bấm nhận thông báo. Dạ, vậy là lỗi của YouTube rồi. Thì xin quý vị, dù như nhiều khi chúng ta unsubscribe là mình subscribe lại, hay là có thể reset cái phone, hoặc là có thể reset cái app. Dạ. Mạng yếu bị cà lâm. Dạ đúng rồi, nó bị giật giật lúc đầu. Dạ.
Dạ rồi, tiếp tục là các cư dân chào đón Tổng Trump rất cảm động, ông là vị Tổng thống trong lòng mọi người. Dạ đúng như vậy không? Đủ thành phần của mình không? Nhìn vô đủ thành phần, vàng, trắng, đen, đỏ, gì nâu, gì tùm lum, già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu đủ hết trơn luôn, nói ông kỳ thị đâu không biết nữa. Dạ rồi, không khác gì ông bị tù treo. Dạ đúng rồi, làm khó dễ đủ trò hết ha. Dạ rồi, tiếp tục nữa là tôi thích khi nghe cái câu là Mr. President. Dạ đúng rồi, chứ họ đang cho Tổng Trump thêm thời gian để chiến thắng lá phiếu ở New York trong vòng 6-8 tuần nữa. Cái này thì nói thật là đằng Michael cũng không biết như thế nào. Nói chung tiểu bang New York nó vẫn là một tiểu bang xanh lè xanh lét, cái đó mình cũng phải thực tế. Và bên phía chiến dịch của Tổng Trump cũng phải nghiên cứu cái chuyện này. Tại vì cái nguyên tắc là gì? 270 thôi. Dù có anh có đúng 270 đại cử tri, bên kia có chửi kiểu gì thì anh vẫn là 270, anh vẫn là tổng thống. Dù có tức cỡ nào, muốn nói gì nó, muốn khóc gì đó khóp, 270 vẫn là 270. Làm sao để được 270 cái đã, còn thêm tiểu bang nào nữa càng nhiều càng tốt vậy thôi. Do rồi tiếp tục là vui thật sự khi dân Mỹ đã hiểu tình hình sa sút 4 năm qua. Dạ đúng rồi đó. Nhiều khi quý vị hỏi ôi sao dân Mỹ chưa tỉnh hả? Dân Mỹ người, nhiều khi người ta tỉnh mà mình không thấy, hay là nhiều khi mình không có để ý đó. Bây giờ chỉ có nước là quý vị phải tham gia vô cái việc này thôi. Mình phải tham gia vô mình mới thấy được rõ ràng, và mình mới có thể biến những người cử tri họ đã hiểu chuyện rồi đó, họ mới có thể đưa ra làm những hành động tích cực và thực tế để giúp cho Tổng thống Trump thôi. Dạ rồi, rất vui hạnh phúc khi thấy mọi người dân yêu thương Tổng thống Trump. Dạ rồi, có tiền ủng hộ cho Tổng thống Trump, có sức góp sức, có tín ngưỡng hay thành tâm cầu nguyện. Dạ đúng rồi, cảm ơn quý vị. Lộng ngôn quá đi, ông Trump không kỳ thì ai hết, gấp lửa bỏ tay người hèn quá. Dạ đúng rồi, thì bây giờ báo chí nó nói vậy mà quý vị, nó thù ghét ông Trump thì muốn nói gì nó nói. Nói gì nó nói. Dạ rồi, ngày đẹp em à, anh không mở rộng vấn đề chủng tộc nhưng rõ ràng người da trắng đẹp hơn. Thì đó là quan điểm của mỗi người. Đó là quan điểm của mỗi người, đó là mắt thẩm mỹ của mọi người. Ha. Tại sao ví dụ như bây giờ mình nói cái người đáy thắt eo thon thì vẫn đẹp, nó không phải là mình kỳ thị, nó phải mình kỳ thị, đó là cái thẩm mỹ, cái nét đẹp cái bao nhiêu đời nay rồi. Còn ví dụ như người khác thấy tôi thấy bị mẫm miệng chút xíu thì đẹp, da thịt chút xíu thì đẹp, hay là nhiều khi cái người mà gọi là ngoại cỡ đẹp đó là do cái nhìn của họ. Chứ không phải là tại vì mình kỳ thị người ta. Mình nói người này không đẹp, người kia không đẹp, tôi thích người này, tôi thích người kia. Cái đã gọi là thích thì làm sao mà gọi là kỳ thị được. 9 người 1 triệu ý, 9 người 1 triệu ý, đúng không? Họ võ khí hóa vấn đề lên, họ chánh trị hóa vấn đề lên. Rồi quý vị thấy không, đặc biệt như mấy cái hãng mà bán nội y đó, nổi tiếng thế giới, bán đồ tắm nổi tiếng thế giới luôn, tự nhiên đi chạy theo mấy cái nghị trình vớ va vớ vẩn về ngoại cỡ làm chi. Mình không phải mình kỳ thị, không phải mình kỳ thị, những người như vậy họ vẫn xứng đáng được gọi là tôn trọng trong xã hội và xứng đáng có được cái đẹp. Thì họ cũng đã làm ra những cái bộ đồ riêng cho họ rồi, còn gì nữa. Thích thì vẫn cứ thích thôi, yêu thì vẫn cứ yêu thôi. Thiếu gì những cặp vợ chồng, ông chồng số 1, bà vợ số 0. Xã hội nó là như vậy rồi, nó là con người là như vậy rồi. Tự nhiên đi biến thành gì số 1 xấu, số 0 đẹp. Mà quý vị thấy không, tất cả những cái hãng đó là gì? Họ doanh số bán giảm sút hết. Giảm sút hết. Mà bây giờ ví dụ như cái hãng mà Victoria's Secret đi, họ đang phải cân nhắc quay trở về lại mô hình cũ, quay trở về lại cái mô hình mà những cái cô thiên thần, cái cô angel đó. Họ đó làm show mà cách đây có mười mấy năm là coi như mấy cổ như là đúng thật sự là thiên thần. Bây giờ phải quay trở lại đi vòng giống như là đứa con hoang đàn á. Bây giờ phải quay về lại đường cũ thôi.
À, rồi bây giờ chúng ta đi qua những câu hỏi tiếp theo nha. Tổng Trump là một vị tổng thống sống vì dân, vì nước Mỹ nên ông đến bất cứ nơi nào cũng được người dân chào đón nồng nhiệt. Dạ đúng rồi. À, em rất vui cảm động khi thấy nhiều người ủng hộ tổng thống và yêu thương tổng thống Trump. Dạ rồi, cảm ơn quý vị. Cho chị xin link các video này để chị chia sẻ. Chị có thể tìm trên cái X của anh Jason Mueller với chị. Để em dụ như em cái video này ha. Em lộn quên. Em mở lại. À, cái này là của ông Lee Zeldin nè, ví dụ như cái video này là đó, để của ông Lee Zeldin nè. Đó, đó là của ông Lee Zeldin đó. Rồi chị có thể tìm là Trump Harlem. Trump Harlem là ở trên X nó có rất là nhiều. Như Trump Harlem đó là quá trời luôn. Nha rồi. À, chiều nay trên Newsmax bình luận về Tổng Trump bữa tòa, Tổng Trump thành cuộc vận động bầu cử. Thì bây giờ ông phải làm vậy thôi thưa bác. Đâu phải, không phải, đây không phải lần đầu tiên Tổng Trump làm chuyện này. Chỗ nào đi tới đâu Tổng Trump phải làm. À mà Newsmax mới xin lỗi. Newsmax mới xin lỗi vì đưa tin sai về Tổng thống Trump. Newsmax cái cú đó ẩu ơi là ẩu luôn. Đi chạy theo cái đám truyền thông ba chớp ba nhán về cái khúc mà Tổng Trump nói mấy cái thằng mà đi di dân bất hợp pháp mà đi sát hại những cái người dân ở Mỹ này đó. Tổng Trump gọi đó là đám cầm thú. Không biết sao ông Newsmax sấn xa sấn sáng đi theo mấy cánh tả nói rằng là tường thuật lại nói Tổng Trump nói người nhập cư là thú vật. Người ta chửi quá trời luôn. Phải xin lỗi. Ít ra nhưng mà tính ra ông Newsmax ông còn biết xin lỗi chứ mấy anh kia không xin lỗi. Cà chớn nhỉ. Michael đừng để hình chú Bảy lên tôi xem chương trình, tôi thấy tôi đi ngủ hay bị ma đè. Thì giờ quý vị làm sao bị tụng niệm hay là quý vị cầu nguyện đó chứ đừng bị ma đè. Chỉ còn tin tức thì giờ Michael liền phải đưa. Rồi Michael xin phép không trả lời những câu hỏi này nữa nha. Và rồi Michael sẽ lướt qua những bình luận như vậy. Tại vì đó là vấn đề tin tức rồi. Thích hay không tùy quý vị. Cái tánh nhân Michael làm là đó từ đó tới giờ rồi. Mà không hiểu sao từ đó tới giờ trong Michael làm chả hay nói gì. Tự nhiên bắt đầu một hai tuần nay cái nó trồi lên chuyện này. Trong Michael không hiểu luôn á. Nhưng cái thực dữ kiện thực tế, hình ảnh thực tế, bằng chứng rõ ràng. Có thể nó không chịu ý hay là không chịu cái gu thẩm mỹ của quý vị. Nhưng nó vẫn là sự thật. Thích hay không thích thì nó vẫn là như vậy thôi. Ha, cho nên những vấn đề về coi như là sở thích cá nhân thì Trọng Anh Cô xin phép không trả lời và sẽ lướt qua những bình luận như thế này. Tại vì thời đó không có chuyện này. Trọng Anh Cô vẫn làm y chang như vậy nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại trồi lên. Dạ rồi, tiếp tục nữa là thấy những cảnh rally như vậy thì rất là ấm lòng nhưng buồn và âu lo vẫn trĩu nặng. Thì bây giờ chị buồn, chị âu lo, chị này chị kia thì chị có nước là gì, biến nó thành hành động thôi chị. Chị về thôi. Dạ rồi. À, cho hỏi nếu lỡ Tổng Trump bị kết án tội làm sao, có thể kháng án được hay không? Những vụ án hình sự. Dạ đương nhiên là được. Tổng Trump có thể kháng án ngay lập tức sau khi mà nếu bị tuyên bố là có tội. Rồi sau khi bị tuyên bố là có tội thì thẩm phán sẽ xem xét coi án phạt sẽ là cái gì. Phạt tiền hay là phạt tù hay là cả tiền lẫn tù. Nó sẽ có một cái là ví dụ như bây giờ tranh tụng xong hết mọi thứ. Tới lúc bồi thẩm đoàn hô là có tội đi, ví dụ đi có tội. Thì sẽ có một cái ngày khác để tới cái phần là gì? Sentencing hearing, tức là bắt đầu tranh tụng về việc là ông bị án như thế nào. Có nên bị án tù hay không? Hay là chỉ là tiền phạt thôi? Rồi sau đó thẩm phán mới ra một cái khác nữa là có chấp nhận cái án phạt đó hay không? Bồi thẩm đoàn có chấp nhận án phạt hay là bồi thẩm đoàn có thể đề nghị án phạt luôn? Và thẩm phán có chấp nhận cái án phạt đó hay không? Dạ rồi, tiếp tục nữa là giúp chia sẻ việc Tổng Trump ghé tiệm này. Cảm ơn mọi người. Dạ rồi, cảm ơn quý vị. Bản tin không cho đi dự lễ trường ra lễ ra trường của con trai nghe mà rớt nước mắt, sao họ vô
vô tâm vậy? Ông không có con sao? Cầu cho Tổng Trump nhiều sức khỏe vượt qua mọi trở ngại. Dạ ông có con và con đang kiếm tiền trên vụ này nè cô. Ông đang có con ông kiếm cái chục triệu nhờ vào cái này nè, nhờ vào cái chuyện mà làm cho những chánh trị gia thù Trump nè. Một mình Adam Schiff thôi là đã chi cho công ty của con của ổng 12 triệu rồi. Một mình Adam Schiff thôi đó. Và Adam Schiff khi mà gửi những cái email xin tiền cũng nói về những cái vụ việc của Tổng thống Trump. Dạ rồi, rất khó buộc tội được Tổng thống Trump vì tất cả 12 bồi thẩm đoàn, bồi thẩm viên, chứ không bồi thẩm đoàn, bồi thẩm đoàn là chung, còn 12 người là bồi thẩm viên ha. Mà phải kết tội thì mới có tội, chỉ một người không đồng ý thì Tổng thống Trump vô tội. Nếu mà trong một trường hợp, một cái khu vực, một cái jury pool, nghĩa là một cái khu vực bồi thẩm đoàn mà họ 50-50 á, thì mình, tức là 50% người bỏ phiếu bên này, 50% người bỏ phiếu bên kia thì có thể. Với cái bồi thẩm đoàn ở Manhattan, 86,8% người bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ và cho ông Biden. Rồi ngày sáng mai đi, trong mai cô sẽ đưa cho quý vị thêm thông tin về một số những bồi thẩm viên được ông thẩm phán chọn vô. Rồi quý vị sẽ thấy tại sao ngay từ đầu các chuyên gia pháp lý đều nói là gần như Tổng Trump sẽ bị kết án. Quý vị nên nhớ rằng nghe là có vẻ rất là hay, bồi thẩm đoàn một bồi thẩm viên say no là không được. Nhưng quý vị nên nhớ bồi thẩm viên đó là ai, bao nhiêu người được vô bồi thẩm viên, những người đó là những người như thế nào, và đặc biệt là gì? Jury instruction. Jury instruction, hướng dẫn bồi thẩm đoàn coi bằng chứng, coi lời khai như thế nào, luật quy định như thế nào để họ có thể bỏ phiếu kết tội ông Trump hay không. Nó rất là ghê gớm, nguyên cái quy trình nó phức tạp lắm, bởi vì luật sư hình sự người ta làm rất là nhiều tiền là như vậy. Từng bước một là cũng phải là chiến đấu, từng bước một, từng bước nhỏ thôi, phải chiến đấu. Một cái motion mất bao nhiêu tiền, không có dễ dàng như vậy đâu. Dạ rồi, donate in the name of là gì hả? Là hay mà ghi tên gì? Dạ thì quý vị có thể ghi là chồng Michael cũng được, hay là gọi là support chồng Michael. Dạ cũng được, cảm ơn chị rất là nhiều. Sáng nay trên Newsmax bác thấy AOC đeo nhẫn cưới với Michael không? Ủa có con báo rồi bác. Có con báo rồi, chứ không cần bác hỏi đâu. Trời ơi, chồng chỉ Mỹ Trắng, chồng của cô nàng là Mỹ Trắng. Hôn phu chứ không phải là chồng nữa, mới hôn phu à. Nhẫn mà nhẫn của con chứ nhẫn nổi tiếng luôn rồi. Dân biểu cực tả đi lấy thằng Maga, đúng không? Dân biểu cực tả đi cưới YouTuber Maga. Đó là con nổi tiếng luôn rồi bác. Nhớ là tiếp tục là Ron Xạo và Nikki đã từng mong đợi Tổng Trump bị kết án thì ông sẽ bị xuống điểm mà họ sẽ được lên điểm để lấy được đề cử của đảng Cộng Hòa, nhưng họ đã thất bại vì Tổng Trump quá mạnh. Giờ ông Nguyễn thông ngay cả cái người đi sát cánh với lại Nikki Haley là ông thống đốc Rhino Sununu đó. Giờ ông nói mấy vụ này ông không ảnh hưởng gì tới ông Trump trơn á. Ông Trump bị kết tội ông chả ảnh hưởng gì á. Stephanopoulos đi dí ổng bao nhiêu, ông nói không có, tại vì giờ ví dụ như cũng xong rồi cái vụ đó không được thì bây giờ kéo qua tới cái vụ của bên ngày 6 tháng giêng. Ông cũng nói thẳng luôn, giờ ngày 6 tháng giêng giờ nó không nằm trong top 5 cái người ta quan tâm nữa, người ta quan tâm kinh tế, người ta quan tâm cái an sinh xã hội, tới an toàn xã hội này kia không à, tao đâu có lo, tao không care mấy đó đâu.
Michael đừng nghe những gì tụi nó nói, cứ làm chuyện của mình. Dạ rồi, không thì cho Michael cũng phải, nói chung là trước khi tuyên bố rằng Michael không có như là tiếp tục cái chuyện là đừng để hình ông Biden này nọ kia vậy đó, thì Michael phải nói một lần cảm ơn quý vị, Michael phải nói một lần, sau rồi là phải nói cho biết, nói để giải thích, sau đó mới nói là tại sao chúng ta sẽ không bàn tới chuyện này nữa. Dạ con chào chú. Dạ đó. Cái ông mà giáo sư luật hay lên trên đài Fox News, ông John Yoo đó, ông nói là ông kinh hoàng. Ngày đầu tiên mà 96 bội thẩm viên tiềm năng, hết 50, hơn 50 người bị loại, là ông nói là hết hồn rồi. Là cái từ thiên kiến chính trị nó ghê gớm tới cỡ nào. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, cái ông thẩm phán ông hỏi rất là lắt léo. Ông đưa ra câu hỏi rất là lắt léo. Ông giáo sư DeJewitt, ông nói á, đáng lẽ ông thẩm phán phải đưa ra câu hỏi là gì? Năm 2020 bạn một phiếu cho ai? Biden loại, Trump loại luôn. Dù vậy. Chứ hỏi là anh có tin tức từ ai? Bây giờ trong mấy câu, ví dụ mình bỏ phiếu cho ông Trump, mình cũng nghe bản tin, quý vị cũng nghe đúng không? Daily Mail cũng có, The Hill cũng có, Politico cũng có. Rồi mà những cái hãng tin tức đó nó như gì? Bản tin được thuật lại từ Washington Post, bản tin được thuật lại từ CNN. Đúng không? Mình cũng có vậy. Thì bây giờ mấy người kia nói, tôi bỏ phiếu ông Biden, tôi là bên cực tả. Lâu lâu tôi cũng coi Fox News, lâu lâu tôi cũng coi hết cái nào. Mấy người đó không bao giờ coi Real America Voice đâu. Nó nói cơ tôi coi War Room là nó loại ngay lập tức luôn á. Đó. Nên là bây giờ dụ như giờ mình phe nào mình có thể coi tin tức phe kia được không? Được. Được chứ. Dạ rồi, có khi nào Electoral College bị bãi bỏ hay không? Sửa hiến pháp mới bỏ được. Dạ, sửa hiến pháp mới bỏ được ha. Phải tu chánh hiến pháp, bỏ cái hệ thống đại cử đi đoàn thì mới bỏ được. Tu chánh hiến pháp thì có hai đường. Thứ nhất là quốc hội làm, sau đó là pháp viện tiểu bang làm. Và cái thứ hai là gì? Convention of States. Tức là gì? Các tiểu bang họ tập hợp lại và họ cùng bỏ phiếu cho một cái kiến nghị tu chánh hiến pháp để họ đưa ngược lên quốc hội. Là có hai đường, thứ nhất là quốc hội làm trước, quốc hội liên bang làm trước rồi các tiểu bang làm sau. Hai là các tiểu bang tổ chức một cái convention of states, hội nghị các tiểu bang. Sau đó họ bỏ phiếu thông qua cái đó, rồi họ đẩy ngược lên cho quốc hội làm. Chừng đó thì mới có cái chuyện là thay đổi được hệ thống đại cử tri thôi. Nguyên thủ của những quốc gia sẽ vô nhà tù diện kiến tổng trăm nếu họ kết tội ông. Dạ thì bi nhiêu bi có sao chơi vậy. Có sao chơi vậy. Dạ rồi, Đảng Cộng Hòa bị thua năm 2022 vì ủng hộ viên ứng cử viên quá dở cùng những vấn đề phá thai, trong khi họ không đi vận động thuyết phục cử tri về cái vấn đề kinh tế và biên giới. Nguyên thật sự đó là gì? Đó là cố tình thôi, cố tình thua thôi. Ứng cử viên, nếu mà nói rằng là ứng cử viên dở thì theo như ví dụ như chúng ta là những người có tiêu chí cao thì mình có thể nói họ dở, nhưng mà có những ứng cử viên hơn Đảng Dân Chủ rất nhiều. Dù như so ông Dr. Oz với lại ông Federman coi. Ông kia chỉ là gì? Ông Federman chỉ là gì? Phó thống đốc thôi. Còn ông Dr. Oz ông là bác sĩ, ông cứu bao nhiêu người, ông thành công bao nhiêu. Cái ông Federman, ông tới 45 tuổi mới có cái job đầu tiên. 45 tuổi. Trước đó là ba má nuôi không á. Cậu ấm á. Căn nhà ông ở là gì? Chị ông cho không đồng. Một cái căn loft. Chị ông cho đó. Không cần mua nhà luôn mà. Ba má thì là gì? Triệu phú của ngành bảo hiểm. Ví dụ đơn, ví dụ vậy thôi. Ứng cử viên thực sự ra không ai hoàn hảo hết. Có những người dở thiệt, nhưng không phải là những người Cộng Hòa đều dở hết.
Và nếu mà so đảng chủ họ giỏi hơn nhiều chứ. Những là gì? Lãnh đạo cố tình thua. Lãnh đạo cố tình thua. Dạ rồi, xin được cảm ơn tất cả quý vị đã có những câu hỏi và sự chia sẻ trong chương trình tối nay. Và bây giờ trong máy cô xin phép mời quý vị tới với phần cầu nguyện cuối chương trình. Chúng con tạ ơn Chúa để cho chúng con có buổi nói chuyện được vui vẻ và chúng con chia sẻ được những thông tin xác thực tích cực cùng nhau, có những sự trao đổi rất hữu ích. Xin Chúa thương gìn giữ cho Tổng thống Trump, cho gia đình của ông, cho tất cả những ai còn bên cạnh ông, cho những người còn trung thành chiến đấu vì ông và tất cả chúng con được hồn an sát mạnh, được ơn khôn ngoan và sự vững vàng để chúng con cùng vượt qua những ngày tháng khó khăn trước mắt và cùng đi trên con đường phía trước với Tổng thống Trump. Xin Chúa cũng cho chính quyền đương nhiệm biết hồi tâm chuyển ý và làm những việc có lợi cho đất nước và cho người dân. Xin Chúa thương nhậm lời và chúc lành cho tất cả chúng con. Amen. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã hợp ý cầu nguyện cùng đoàn Michael và xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình tối nay. Đoàn Michael xin được cảm ơn tất cả sự đóng góp, ủng hộ, chia sẻ, quan tâm yêu thương của quý vị với các chương trình của đoàn Michael. Và xin phép được hẹn lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Kính chúc quý vị tại Hoa Kỳ đêm ngon giấc và chúc quý vị ở khắp nơi trên thế giới một ngày mới tốt lành. Xin kính chào tất cả quý vị.